Hi guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một đề minh họa dành cho 2K7, 2K8 và 2K9. Thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn câu số 1, câu số 2. Câu hỏi về phát âm. Các em đọc này, cái chữ S ở đây mình có thể đọc là S, có thể đọc là Z, hoặc các bạn sẽ đọc là âm sh, đúng không ạ? Có ba cách đọc như vậy. Thì các bạn đọc là gì ạ? Share, sock, sugar và shine. Ở đây các bạn sẽ thấy từ sock. Đó, từ sock là âm s ngắn, còn lại thì mình đều phải chu môi ra bật thật mạnh. Share, shrew, shine, đúng không? Chỉ có sock. Tiếp, letter, tennis. Đó, letter là âm e đúng không? Được rồi, tennis, âm e, member cũng là âm e, chỉ có secret là âm i. Nên chúng ta sẽ đọc chọn secret. Tiếp theo chúng ta sang phần trọng âm. Về trọng âm ngoài nguyên tắc ra thì các bạn cần phải học thuộc nhé. Chúng ta sẽ đọc là invite, dismiss, travel và agree. Vậy nên ở đây chúng ta nhìn thấy thì travel nhấn âm 1, còn lại thì sẽ nhấn âm 2. Câu số 4, success, nhấn âm 2, successful, vẫn nhấn âm 2. Hoặc thậm chí là cái động từ succeed, vẫn nhấn âm 2. Thì đấy là cái cách để chúng ta nhớ, đúng không? Success, danh từ, tính từ, động từ nó đều nhấn âm 2 hết. Obvious, nhấn âm 1, possible, nhấn âm 1 và excellent, nhấn âm 1. Yes. Vậy nên câu số 4, các bạn sẽ chọn successful, nhấn âm 2. Còn lại thì chúng ta sẽ nhấn âm 1. Cô thấy Phương Anh, Ngọc Phúc chọn chính xác. Trần Tuấn Thành, cô chào em. Ok, các em thấy là chúng ta đi các dạng câu hỏi phát âm trọng âm rất là dễ nhỉ? Là các bạn nhớ cho cô là cái đuôi full ấy, mình sẽ đọc là full chứ không phải là full nhé. Đấy, không phải là beautiful, successful, không đúng, mà sẽ là full, beautiful, successful. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ sang câu số 5. Các em nhìn vào ABCD thì đây chính là dạng câu hỏi về thì. Chúng ta nhìn vào by the time và arrive, người ta chia quá khứ đơn. Thì cái thì gì nó kết hợp với quá khứ đơn, nó sẽ là thì quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. Đó, sự hòa hợp về thì là quá khứ hoàn thành đi với by the time cộng với gì? Cộng với quá khứ đơn. Vậy nên ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C. Và quá khứ hoàn thành nó diễn tả sự việc nó xảy ra trước một cái sự việc khác ở quá khứ. Thì cô ấy đã hoàn thành cái bài thuyết trình của mình diễn ra trước. Đúng không? Cô ấy hoàn thành cái bài thuyết trình trước rồi khách hàng mới tới họp. Đó, nên câu số 5 các em sẽ chọn đáp án C. Tiếp sang câu số 6, ở đây là câu hỏi đuôi. Went to là quá khứ đơn và các bạn sẽ chuyển câu hỏi đuôi thành didn't he. Câu số 7 là so sánh. Các em nhìn thật nhanh xem là câu số 7 là dạng so sánh gì nhỉ? The new office building is as. À, chúng ta nhìn thấy cái từ as rồi, đúng không ạ? Đó, thì có dựa vào cái từ as ở đây, nó sẽ là so sánh bằng hoặc là so sánh không bằng. Đó, ABCD chỉ có duy nhất đáp án A là as modern. À, đó, cái tòa nhà văn phòng mới thì hiện đại như bất kỳ một cái tòa nhà chọc trời nào ở trung tâm thành phố. Câu số 8, từ promise nó sẽ đi với to do something, hứa làm gì. Đó, promise to do something. Mình sẽ có một số các cái động từ như là promise này, plan này, đó, hope này, to do something, đúng không? Nó hứa lên kế hoạch, hy vọng sẽ làm gì. Tiếp câu số 9 là dạng câu hỏi liên quan đến praise verb. Và trong đề thi thì praise verb là dạng câu hỏi tương đối khó nhỉ. Đó, tại vì nó rất nhiều nghĩa. Nếu một từ nó có thể là có nhiều nghĩa thì chúng ta phải dựa vào ngữ cảnh xem là với cái ngữ cảnh này thì nó sẽ đi cái nghĩa gì. She decided her concerns about the project during the team meeting this afternoon. Chúng ta có bring up, bring out, bring in và bring forward. Câu số 9, Vũ Đức Khánh chọn gì nhỉ? Huỳnh Phát, Ngọc Phúc, Triệu Huy. Nào các bạn comment thật nhanh câu số 9. Yes, đây là câu hỏi khó rồi đúng không? Chúng ta có biết nghĩa của từ này không? Cô ấy đã quyết định là đề cập đến cái vấn đề gì? Thì cái từ bring up ở đây chúng ta sẽ hiểu với nghĩa là mention hoặc là raise nhé. Đó, đề cập raise one concern cũng được, hoặc là mention cái gì? Đề cập tới. Đó, đề cập tới cái mối lo ngại của mình về cái dự án trong cuộc họp chiều nay. Thế đây các em sẽ chọn bring up là đáp án đúng và ngay đáp án A. Còn đáp án B cô có từ bring out. Bring out ở đây chúng ta sẽ dịch với nghĩa là produce. Produce các bạn dịch là gì? Là sản xuất, đúng không? Làm sản xuất ra để bán. Và produce nó còn mang nghĩa là xuất bản. À, bring out còn mang nghĩa là xuất bản nữa. Tiếp từ bring in chúng ta sẽ dịch với nghĩa là introduce. Đó, một old new law chẳng hạn. Đó, thì mình hay dùng từ bring in. Còn đáp án D từ bring forward, tức là khiến cho cái gì nó diễn ra sớm hơn. Đó, cause something to happen earlier. Đó, tức là làm cho nó dỡ sớm hơn, đúng không? Và còn mang nghĩa là đề xuất, something for discussion. Ở đây mình sẽ không nói là bring forward her concern, mà mình sẽ nói là bring up her concern. Nó là một cái cụm đi với nhau các bạn nhé. One concern, her concern, my concern. Đó, như vậy. Vậy nên câu số 9 ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án A. Đây chưa? Tiếp theo cả lớp sang câu số 10. Các em nhìn vào câu số 10, đây là một cái dạng liên quan đến announcement, đúng không? Báo cáo, quảng cáo chẳng hạn.
become part of our accounting team, trở thành một cái đội nhóm kế toán của chúng tôi. Thì họ hỏi là are you a meticulous? Cái từ meticulous ở đây tức là một người rất là tỉ mỉ, cẩn thận ấy. Đó, careful. Individual with expertise in. Lại thêm một cái từ vựng nữa. Những cái bài như này thì rất là ngắn, đúng không? Rất là ngắn, chọn nhanh, nhưng mà mình có rất nhiều từ vựng học được từ đây. Expertise in something tức là giỏi. Đó, có chuyên môn về cái lĩnh vực gì, bạn có giỏi về tài chính đúng không, kế toán hay không, bạn có excel in đó. Thì excel in nó cũng tương tự như vậy, excel in một cái setting, một cái môi trường international setting. Thì cái từ setting ở đây chúng ta sẽ hiểu nó nghĩa là gì, environment, trong một cái môi trường quốc tế mà phát triển với tốc độ nhanh, trong một môi trường đúng không. Chúng ta thấy fast nó là phụ âm nên các bạn sẽ chọn đáp án là a fast paced international setting. Và người ta sẽ liệt kê ra một số các cái offer khi mà chúng ta đảm nhiệm cái công việc này. Cái offer thứ nhất là career growth, đó, cơ hội phát triển nghề nghiệp, và skill development, phát triển kỹ năng. Competitive salary and benefit, mức lương rất là cạnh tranh. Cái từ competitive tức là cạnh tranh, đó, cạnh tranh với các công ty khác, cạnh tranh với các ngành nghề khác. Và benefits, và cái phúc lợi toàn diện. Dạ, các em sẽ cần một cái tính từ đứng trước từ benefits, nó mang nghĩa là toàn diện, phúc lợi toàn diện. Ví dụ như là theo kiểu là kỳ nghỉ này, đúng không? Lương tháng 13 này, cấp nhà, cấp xe chẳng hạn, thì nó gọi là comprehensive benefits. Apply today to contribute to. Thì chúng ta có cụm từ contribute to something, tức là đóng góp, góp phần vào cái gì? Vào cái our dynamic accounting team. Vậy câu số 12 chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án C, đúng không? Rồi, các bạn đã chọn đáp án đúng chưa nhỉ? Cô thấy Chu Phương Anh chọn đáp án C. Cô thấy các bạn comment rất là ít nhá. Nếu mà các bạn comment ít thì cô sẽ không chữa phần đọc điền đọc hiểu đâu. Chúng ta phải tham gia tương tác với cô chứ. Hay là chúng ta chưa có thời gian làm bài nhỉ? Tiếp nhỉ? Chúng ta sẽ sang câu số 13. Đó, tiêu đề của bài là Announcement Regarding Exam Results. Đó, là cái thông báo liên quan đến kết quả của bài kiểm tra. Chúng tôi rất háo hức khi thông báo rằng một cái chương trình gì đấy, đúng, hội nghị gì đấy sẽ diễn ra vào thứ 6 ngày này, tại cái địa điểm này, và đây là một số thông tin chi tiết. Học sinh sẽ làm gì đấy, một cái verb ở đây. Students sẽ hướng dẫn cái dự án, sẽ showcase, sẽ thể hiện cái dự án, sẽ refrain. Refrain tức là kiêng, không được làm gì. Còn embrace tức là đảm nhiệm. Đó, thì câu số 13 là học sinh sẽ cái gì, dự án sáng tạo và thí nghiệm của họ. Và hãy chắc chắn visit, each display and support our peer. Hãy nhớ là ghé thăm đó, từng cái display tức là cái sự bàn nằm, theo kiểu là trưng bày sản phẩm đấy, và hỗ trợ các bạn bè của bạn. Vậy thì câu số 13 theo các bạn đây chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Huỳnh Phát, Nam Phạm, Triệu Huy, xin chào. Các em chọn đáp án là B, showcase à? Học sinh đúng không, sẽ giới thiệu, thì cái từ showcase ở đây tức là introduce, giới thiệu các cái dự án của họ, đúng không ạ? Họ sẽ giới thiệu, vì đây là trưng bày rồi đấy, nghĩa của cái bài này liên quan đến trưng bày các sản phẩm thì phải là giới thiệu chứ không phải là làm nữa, thì mình không thể chọn embrace được. Tiếp theo sang đoạn số 2, parents and guardians. Đó, bố mẹ đúng không, và những người giám hộ thì được mời tới tham dự để chiêm ngưỡng đấy, để see thôi đó, chiêm ngưỡng những cái tác phẩm mà được thực hiện bởi học sinh của chúng tôi. Những cái tác phẩm work which is done. Đúng, tại vì cái từ work nó không đếm được, hay chúng ta sẽ nói là which is. Và trong câu chúng ta sẽ rút gọn đi, các bạn sẽ rút gọn thành gì thôi, thành done. Vậy nên câu số 13, 14 chúng ta sẽ chọn đáp án là A ha. Cô thấy Nam Phạm, Nhật Huy, các bạn khác đều, Ngọc Phúc, các bạn đều chọn đúng rồi. Tiếp theo các em sang câu số 15. Câu 15 người ta nói là please check the school website or contact the event coordinator for updates gì nhỉ? For updates, updates cũng được, hoặc là update information. Vui lòng kiểm tra trang web hoặc liên hệ với điều phối viên sự kiện đó, để biết các cái updates, tức là các cái thông tin cập nhật đó. Và người ta nói là trong trường hợp có bất kỳ, có cái gì đấy trong cái trường hợp mà không lường trước được, thì cái cụm từ trong trường hợp đó, mình sẽ nói là in case of. Trong trường hợp có vấn đề đúng không, trong trường hợp mà có một cái bất ngờ xảy ra chẳng hạn, on account of thì mang nghĩa là bởi vì, do. Regardless of, chúng ta sẽ dịch là bất chấp. Đó, bất kể. Không tính đến. Không kể đến. Ví dụ như là bất chấp màu da, giới tính chẳng hạn. Còn là in terms of, chúng ta sẽ dịch là in terms of, về mặt gì đấy. Về mặt, về cái khía cạnh nào đó.
Vậy nên câu số 15, trong trường hợp đúng không? Trong trường hợp mà không lường trước được có vấn đề gì, có cái bất kỳ trường hợp nào không lường trước được thì chúng tôi mong muốn là được cái gì đó đây đấy. Chúng tôi mong muốn là được celebrating, tôn vinh cái sự sáng tạo và thành tựu của học sinh, và chúng tôi cũng hy vọng mọi người thưởng thức đó, khám phá một cái ngày học tập vui vẻ. Xong, bây giờ chúng ta sẽ sang câu 16 và câu số 17 nhỉ. Thì những câu như thế này chúng ta sẽ chú ý cho cô về các cái liên từ như là for instance được dùng để gì? Đưa ra ví dụ đúng không? For instance nó giống như là for example ấy. Firstly, lastly và secondly. Đầu tiên các bạn sẽ tìm cho cô một câu topic sentence thì ABCD nó đều bắt đầu bằng đáp án A nhỉ. ABCD nó đều bắt đầu bằng đáp án A. Tham gia các hoạt động tình nguyện nguyện mùa hè có thể cung cấp các cái trải nghiệm giá trị và góp phần phát triển cá nhân. Ok. Thì đây chính là câu hỏi về topic sentence của bài, lợi ích của tham gia các hoạt động tình nguyện đúng không? Và cái lợi ích thứ nhất thì đáp án sau đáp án A nó sẽ phải là đáp án gì? Đáp án C. Đó, sau đáp án A nó sẽ phải đáp án C. Và cô thấy rất nhiều bạn đã đưa ra được đáp án đúng, đó chính là đáp án B. Và sau đáp án C nó sẽ là đáp án gì? Đáp án B. Đúng không? Đây là số 1 này. Đó, topic sentence này. Tiếp theo là đầu tiên thì tham gia vào những hoạt động như này sẽ cho phép bạn phát triển các kỹ năng mới và học được các cái kiến thức thực tiễn. Đấy, thì mình đang đề cập đến kỹ năng mới đúng không, và kiến thức thực tiễn, thì cái câu for instance nó sẽ bổ sung thêm thông tin cho cái kỹ năng mới và kiến thức thực tiễn ở đây, đó chính là nó sẽ dạy bạn trách nhiệm và boost cái teamwork skills của bạn, cái kỹ năng làm việc nhóm của bạn đó. Vậy nên là A, C xong đến B rồi mới đến E là secondly, thứ hai là đó, rồi mới đến là thứ hai là hoạt động tình nguyện, thì nó sẽ giúp xây dựng một cái cộng đồng, ý thức cộng đồng, thúc đẩy những cái kết nối có ý nghĩa với những người khác, và rồi sau đó mới cuối cùng là rồi. Bây giờ chúng ta sang câu số 17 nha. Công danh bảo là lịch livestream cố định của cô vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần đúng không? Môn tiếng Anh thì chúng ta sẽ học vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần nha. Rồi các bạn nhìn vào câu số 17, các em nhìn thật nhanh, đây là một dạng bức thư đúng không? Secondly này, lastly này, dear James, furthermore và firstly, chắc chắn dear nó sẽ đứng trước nên đáp án đầu tiên là C. Sau C thì sẽ đến E. Đó, gửi James, I would like to share with you what I did when I visited the historical museum last weekend. Đó, tôi rất muốn chia sẻ với bạn cái điều mà tôi đã làm khi tôi tới thăm cái viện bảo tàng lịch sử vào cuối tuần trước. Thì sau đấy đến đáp án E đầu tiên, thì bạn phải đến sớm để tránh đông người. Đúng không? Để tránh đông người và tận dụng được tối đa cái chuyến tham quan của mình. Thì sau đầu tiên thì nó sẽ đến gì? Thứ hai là, đúng không? Nên là đáp án câu số 17 nó sẽ là đáp án A. Đấy, những câu này chúng ta làm nhanh được nhỉ? Ok, rất tốt. The store chính xác. Huỳnh Đặng Ngọc Phúc, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sang câu số 18 nhé. Trần Tấn Thành, chính xác. Ok, các em nhìn vào câu số 18. Đó, các bạn thấy là cái phần đọc chữ dài đúng không? Thì chúng ta phải có một cái vốn từ vựng tốt, không sợ từ. Đó, cái số lượng từ nó đã nhiều hơn so với kỳ thi năm ngoái rất nhiều. Cô copy lên đây cho các bạn dễ nhìn. Các nhìn vào câu số 18, social media can have several negative effects on users. Đây là câu topic sentence này. Là mạng xã hội đúng không? Phương tiện truyền thông xã hội thì nó có thể có các tác động tiêu cực tới người dùng. Và các tác động tiêu cực đầu tiên được đề cập đến đó chính là với sức khỏe tâm thần, mental health. Cái việc sử dụng mạng xã hội thường xuyên nó sẽ dẫn tới sự lo lắng, gia tăng về lo lắng và trầm cảm, đặc biệt là khi cá nhân, tức là khi individuals, tức là những người cá nhân chúng ta làm sao đấy so sánh cuộc sống, đúng, so sánh cuộc sống của họ với cái cuộc sống gần như là hoàn hảo mà người khác miêu tả. Chúng ta lên mạng xã hội đúng không, chúng ta chỉ thấy là người ta post những cái cuộc sống sang chảnh của họ và chúng ta sẽ so sánh đúng không. Vậy câu số 18 chúng ta sẽ chọn đáp án là C, và cái sự so sánh ở đây nó mang nghĩa chủ động. Đúng không? Cái sự so sánh nó mang nghĩa chủ động nên mình sẽ nói là when individuals compare, so sánh. Còn các đáp án khác thì là are compare bị động là sai vì câu này mang nghĩa chủ động nhé. Còn đáp án B trong câu chưa có động từ chính nên mình sẽ không dùng mệnh đề quan hệ. Đó, chưa có động từ chính không thể dùng mệnh đề quan hệ được. Hay là D cũng vậy, chưa có mệnh đề, chưa có một cái động từ chính. Tiếp theo các em sang câu số 14. Một cái mối lo ngại khác là đó chính là việc dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội nó có thể làm giảm năng suất và dẫn đến sự trì hoãn. Ở đây cô có một cái cụm từ rất hay đó là procrastination. Đó, procrastination tức là sự trì hoãn. Chúng ta cảm thấy là nó rất là giống với chúng ta ở một cái thời điểm nào đấy. Đó, nhiều cô bảo là vào thi thử đi. Đó, nhiều bạn bảo cô ơi, em chưa học được cái gì em sợ lắm. Tuần sau bảo tuần sau em thi thử. Đó, tuần sau lại cô ơi, em cũng chưa học được bài hôm nay thôi tuần sau nữa em thi thử. Đó thì chính là procrastination, cái sự trì hoãn.
Chúng ta thường nghĩ là mình phải đợi đến một cái mức độ hoàn hảo nào đấy rồi mình mới làm đó, nhưng và chúng ta rất khó để đợi được cái mức độ hoàn hảo chúng ta mới làm, nên là các bạn sẽ hay trì hoãn. Động từ của nó là từ procrastinate, nó danh từ là procrastination. This distraction can reduce productivity and, một cái danh từ nối giữa productivity and, đúng không, nó phải song hành nhau. Vậy câu số 19 nó không phải là một danh từ mà nó sẽ nối giữa hai động từ đây, nó sẽ phải là reduce cái gì và cái gì đó, nó sẽ phải là một cái verb và tân ngữ. Và cái sự phân tâm này nó có thể làm giảm năng suất và ảnh hưởng đến hiệu suất ở công việc cũng như là ở trường đó. Một cái verb song hành với reduce thì cái từ reduce nó chia nguyên thể, nên là cái verb cũng nó cũng phải song hành, nó cũng phải chia nguyên thể là từ affect, chia nguyên thể. Ngoài ra mạng xã hội thì có thể góp phần lây truyền theo kiểu là lây lan những cái sự thông tin sai lệch đấy, và những cái thông tin sai lệch này thì nó sẽ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Điều này nó có thể dẫn đến cái sự gì, nhầm lẫn cho người sử dụng, đúng không? Thì cái từ which ở đây nó sẽ thay thế cho cả một cái mệnh đề được nhắc đến đằng trước. Câu 20 chúng ta chọn là như thế. Đây là câu số 21. Câu 20 chúng ta sẽ chọn which để thay thế cho cả mệnh đề nhá. Cô thấy Nam Phạm chọn đúng rồi. Misinformation, đúng là thông tin sai lệch, hoặc một cái từ động từ rất là hay đó chính là mislead hoặc là misled, tức là khiến cho ai đó hiểu sai nhá. Mislead là quá khứ thì sẽ là misled. Tiếp chúng ta sang câu số 21. Các em nhìn vào câu số 21 này, moreover, hơn thế nữa, phương tiện truyền thông thì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới các mối quan hệ. Đó, thì đây là chính là cái topic sentence, đúng không? Nó ảnh hưởng như thế nào thì người ta sẽ giải thích đằng sau. Là mọi người dành quá nhiều thời gian, đây, các em thấy trong câu đã có một cái động từ chính, thì cái động từ còn lại nó phải ở dạng mệnh đề quan hệ, đúng không? Hoặc là mệnh đề quan hệ rút gọn. Mọi người dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội. Các em có biết tại sao đáp án A là sai không? Thời gian không đếm được nên mình sẽ không nói là many time, đúng không? Nếu mà đáp án A nó thay là much time thì A đúng đấy. Đó, nếu đáp án A thay là much time thì A đúng. Mà trong câu này người ta sẽ rút gọn people who spend too much time online. Đó, đáp án đúng là như vậy, mình sẽ không nói là many time. Đó, time không đếm được đúng không? Làm sao mà nói là many time được? Và con người thì không thể là which được. Nên câu 21 các bạn sẽ loại trừ đáp án D. Tiếp theo sang câu số 22, user. Đó, cuối cùng nhỉ, finally. Cuối cùng thì quyền riêng tư cũng là một cái yếu tố quan trọng. Người dùng thường vô tình để lộ những cái thông tin nhạy cảm. Thì cái từ vô tình ở đây cô có từ unknowingly. Đây là một cái trạng từ rất hay. Đó, accidentally. Nhiều lần cô đã cho vào các cái phần bài đọc. Đó, vô tình, đúng không? Không cố ý. Trái nghĩa thì nó sẽ là intentionally. On purpose. Deliberate. Đó, vô tình để lộ thông tin. Còn như đáp án B là cố tình này, đúng không? Cố tình nó không đúng. Còn đáp án C là tình nguyện, che giấu. Từ conceal nhé. Từ conceal ở đây mình sẽ dịch là che giấu thông tin. Còn như đáp án D là cố tình khai báo, không đúng về nghĩa. Tức là người dùng vô tình để lộ thông tin nhạy cảm, đúng không? Và dẫn đến các cái vấn đề tiềm ẩn về quyền riêng tư. Và cái điều quan trọng ở đây là các cá nhân phải thận trọng về những cái điều mà họ chia sẻ trên mạng. Và cuối cùng thì người ta tóm tắt lại, mặc dù mạng xã hội thì nó mang lại nhiều lợi ích, nhưng những cái negative effects không nên bỏ qua, đúng không? Và being aware, nhận thức được những cái vấn đề này, nó có thể giúp người dùng tránh được cái negative effects, tránh được những cái tác động tiêu cực và duy trì cái sự cân bằng. Em thấy từ avoid nó chia nguyên thể, vậy nên cái từ nó song hành với từ avoid đó chính là từ maintain, cũng phải chia nguyên thể. Các bạn thấy cái bài này nó giống như là một cái bài luận ấy, đúng không? Nói nó bài luận nói về mạng xã hội, về social media, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái cụm từ từ vựng trong bài này sau này khi chúng ta viết luận. Đấy, khi các bạn thi đánh giá năng lực, đúng không, người ta cũng có cần phải viết luận ở một số trường hợp chẳng hạn đó, thì mình sẽ vận dụng như thế vào nhé. Cái negative effects, đúng không, của social media. Trịnh Lĩnh Huỳnh Đặng chọn câu 23. Chúng ta chọn C nhé, thi chọn đúng rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sang câu 24. Câu số 24 là về bài đọc điền. Đó, từ câu số 24 đến câu số 40 là nó theo như là form năm trước đó, mà theo như form của nhiều năm về trước. Đọc điền, đọc hiểu trong nhiều năm về trước thì nó không thay đổi, nhưng mà những dạng câu hỏi liên quan đến ngữ pháp thì người ta đã thay đổi đi.
Cái tiêu đề của bài là Steps to Become Confident, những cái hướng dẫn để trở nên tự tin. Xây dựng sự tự tin là một cái bước quá trình dần dần, bao gồm một số bước quan trọng. Cái việc hiểu được và làm theo những cái bước này nó sẽ dẫn đến một cái thái độ tự tin và tự chủ hơn. Một cái bước quan trọng ở đây là phải thừa nhận cái thành tích của bạn. Nếu muốn xây dựng sự tự tin, đầu tiên mình phải thừa nhận cái thành tích của mình đã đạt được cái gì. Nếu mình đã làm được cái điều gì, dù là điều nhỏ thôi, thì mình cũng phải acknowledge, mình cũng phải thừa nhận nhé. Và cái việc ghi nhận và ăn mừng những cái success, những cái thành công của bạn dù có nhỏ đến đâu thì nó cũng significantly, nó cũng có thể làm sao nâng cao đáng kể cái sự tự trọng, cái lòng tự trọng của bạn. Nó nâng cao, mình sẽ có những cái từ như là từ enhance, từ boost, từ improve đi với self-esteem. Self-esteem tức là cái sự tự trọng ấy. Nam Phạm ở bài này em sai mất hai câu, bài vừa rồi đúng không? Rồi, đây người ta đang hướng dẫn chúng ta xây dựng tự tin. Đó, cái bước đầu tiên đó là phải acknowledge your achievement. Và cái bước thứ hai, cái bước quan trọng thứ hai, các em thấy từ step ở đây người ta chia số ít, thì mình sẽ nói là another step. Another đi với danh từ số ít. Và another mình sẽ dịch là cái khác nữa. Còn every là mỗi, thì dịch là một cái bước quan trọng khác. Đấy, nó phải dịch là một chấm chấm khác, chứ không thể dịch là mỗi, mọi được, nên không thể dịch là every. Còn từ many và từ some thì sẽ đi với danh từ số nhiều, nên chúng ta loại ngay. Another important step is setting specific and realistic goals. Tức là phải đặt ra các mục tiêu nó cụ thể và thực tế. Và khi mình đạt được những cái mục tiêu này thì nó có thể làm sao nâng cao cái cảm giác thành tựu của bạn. Mình bây giờ chúng ta không cần thiết phải là mình phải đạt được 10 điểm thi trung học phổ thông ngay, đúng không? Mình sẽ đặt ra các cái mục tiêu nhỏ nhỏ trước. Tức là trong tuần này mình sẽ học được bao nhiêu đề và mình hoàn thành được nó. Đấy, chỉ như nhỏ nhỏ như vậy thôi thì nó cũng raise your sense of accomplishment. Đó, cô rất là thích những cái bài của cái đề mới này nhé. Và this positive reinforcement is essential for strengthening your confidence. Và những cái sự củng cố tích cực này thì nó sẽ strengthening, đúng không? Để nó sẽ củng cố sự tự tin của bạn. Tiếp câu 26, người ta nói là practicing, luyện tập, thực hành, nói chuyện tích cực cũng rất quan trọng. Vậy là nó bổ sung thêm thông tin, đúng không? Ngoài ra, additionally, furthermore, thì đây là ba từ được dùng để bổ sung thêm thông tin. Cái ý là self-talk nó cũng sẽ giúp cho mình tự tin hơn, đúng không? Thì nó không phải là trái nghĩa hay là đưa ra một cái kết quả được, mà nó sẽ là ngoài ra, bên cạnh đó, thực hành tự nói chuyện tích cực thì cũng rất quan trọng. Ví dụ tự self-talk ở đây tức là mình tự nói với bản thân mình, hôm nay mày đã làm rất tốt rồi, đúng không? Mặc dù hôm nay là một ngày vất vả, hay là hôm nay mình hơi ốm, mình hơi mệt một chút, nhưng mà mình cũng đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành cái bài tập ngày hôm nay. Đấy, giống như kiểu như vậy, mình positive self-talk đấy thì cũng rất quan trọng. Và by consciously replacing negative thoughts, tức là bằng cái cách là mình nhận thức được, đó, mình nhận thức mà có thay thế những cái suy nghĩ tiêu cực, đúng không, bằng những cái lời khẳng định tích cực, thì bạn có thể nâng cao cái sự tự tin tổng thể của mình. Và chính cái điều này nó sẽ làm sao, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cách bạn nhìn nhận về bản thân và khả năng của mình. Chúng ta sẽ dùng một cái từ which để thay cho cả một cái mệnh đề được nhắc đến đằng trước, nên câu 27 em sẽ chọn là which. Tiếp sang câu số 28, cái điều cuối cùng là tìm kiếm sự phản hồi từ người khác thì có thể mang lại lợi ích. Đó, mang lại lợi ích ở đây đó chính là beneficial. Còn đáp án A, justical, tức là tư pháp, có lợi, đúng không? Còn artificial, tức là nhân tạo, superficial, tức là hời hợt, theo kiểu là nâng không sâu, ví dụ nói về superficial knowledge chẳng hạn. That's nói là beneficial. Đó, tìm kiếm sự phản hồi từ người khác thì cũng có thể là có ích. Đó, những cái lời phê bình và khuyến khích thì nó từ những cái cá nhân mà bạn tin tưởng ấy, cũng có thể làm mà bạn tin tưởng thì nó cũng sẽ support cái sự phát triển của mình, đúng không? Sự tăng trưởng và phát triển của mình. Và điều này nó sẽ củng cố sự tự tin mà bạn xây dựng thông qua cái nỗ lực của chính mình. Yes, bài này rất hay, nói về cái cách để chúng ta tăng cái sự tự tin của bản thân. Ok chưa? Thế là The Stars bảo là em đúng hết phần này, rất tốt. Đó, Thi Đức Khánh có làm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài đọc nhé. Cô hy vọng là chúng ta không sợ bài đọc nha. Các bạn vẫn học và xem cô chữa phần bài đọc. Sang cái phần bài đọc, đoạn đầu tiên bao giờ các bạn cũng phải đọc hai lần đấy, để cho chúng ta xem là cái bài này nói về cái chủ đề gì. Thông thường chỉ đoạn đầu tiên thôi người ta sẽ phát biểu luôn cái chủ đề của bài, ý chính tiêu đề của bài. Device center communication, nó truyền thông lấy thiết bị làm trung tâm thì đã become almost universal. Cái từ universal ở đây chúng ta sẽ dịch với nghĩa là popular, ubiquitous.
Đó, popular over the past 20 years, phổ biến trong 20 năm qua, hơn 3 phần tư số người. Đố các bạn biết 3 phần tư là bao nhiêu? 3 phần tư nó tương đương với 75%, tức là dân số là 100% mà có đến 75% dân số thế giới sở hữu một thiết bị điện tử, thiết bị di động, đúng không? Và hơn một nửa, half, ở đây là bao nhiêu? Là 50%. Đó, giao tiếp qua mạng xã hội, tức là nói về cái mức độ phổ biến của device center communication. Bạn này nói về mức độ phổ biến đấy, của central communication. Đó, từng đây người sử dụng thiết bị di động, đúng không? Và từng đây người giao tiếp thông qua các cái trang mạng xã hội. Tiếp theo chúng ta đọc sang đoạn số 2. Bây giờ thật khó để tưởng tượng ra một thế giới mà không có thiết bị di động, bao gồm những cái thứ như là điện thoại di động, laptop hay là máy tính bảng. Và chúng ở đây là gì? Đó, mình đọc đến đây phát mình biết ngay. Chúng tức là danh từ số nhiều được nhắc đến đằng trước. Chúng tức là mobile devices, các cái thiết bị di động này. Nó sẽ cho phép chúng ta giữ kết nối với nhau, đó, liên lạc với nhau với một cái mạng lưới bạn bè rộng lớn, bất kể là họ ở đâu. Và nhiều chuyên gia nói rằng giao tiếp với một cái thiết bị ấy, thì nó không giống như là nói chuyện một cách trực tiếp, in person, tức là directly. Và người ta nói là ngôn ngữ cơ thể này, ánh mắt này, giao tiếp bằng mắt này, cái tông giọng nó sẽ cho chúng ta biết rất nhiều điều. Và một nhà tâm lý học nói none of those, tức là none of those, those ở đây là gì? Là những cái ba cái thứ này được đề cập đến đằng trước thì nó tồn tại trên một thiết bị. Tức là khi mình nói qua một cái thiết bị, đúng không? Thì như là ngôn ngữ cơ thể này, giao tiếp bằng mắt, tông giọng nó không exist. Đấy, đây chính là cái nhược điểm của nó, đúng không? Và ngay cả trò chuyện video nó cũng loại bỏ nhiều những cái ẩn ý tinh tế. Đó, nó cũng loại bỏ nhiều những cái ẩn ý tinh tế. Thì người ta nói về những cái nhược điểm của mobile devices, tức là nó không thể bằng in person được, đúng không? Nó không thể bằng một cách trực tiếp được. Để các em đợi cô một chút. Bố ơi, con đang dạy học, lát nữa con điện cho bố nhỉ? Vâng. Mẹ chắc là đưa xong đi chơi. Vâng, vâng, bố nhỉ. Rồi tiếp nha, chúng ta sang sau khi các bạn đọc xong đoạn số 2, chúng ta sẽ tìm câu hỏi trả lời. Câu 30 và câu số 31. Câu 30 vừa các bạn trả lời được đó chính là mobile devices. Ok, mobile devices. Còn câu số 31 theo như đoạn 2 phát biểu của mình về lợi ích của giao tiếp trực tiếp thì Mary Peters đã đề cập đến tất cả mọi điều nào sau đây ngoại trừ. Ngoại trừ cái gì? Body language, eye contact, handshake, tone of voices. Chúng ta chỉ cần nhìn bên trên, đúng không? Là chúng ta tìm được luôn. Và cái bài này cô lấy từ đề thi chính thức nhỉ? Đề thi chính thức của bộ đấy. Đề thi chính thức của bộ năm 2022. Các em nhớ chưa? Đây là bài đề lấy từ đề thi chính thức của bộ năm 2022. Thì câu số 31, cô thấy The Star Vũ Đức Khánh chọn C. Gia Bảo lâu quá rồi mới ngồi lại xem cô Liễu dạy. Thì Trần Hoàng Vũ bảo bài này dễ cô ạ. Yes, đây là bài của bộ. Và thường cái bài 5 câu thì nó khá là đơn giản, đúng không? Bài 5 câu thì mình thấy là không có đề cập đến handshake. Không có đề cập đến handshake nên chúng ta sẽ chọn luôn handshake nhỉ. Sang đoạn số 3, chúng ta không biết những cái công nghệ này nó sẽ permanently, tức là nó sẽ thay đổi một cách vĩnh viễn cái cách mọi người tương tác ở một cái mức độ nào. Mọi người sẽ luôn muốn gặp gỡ nhau để gặp gỡ những người khác trong các cái nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn. Thật vậy, công bằng mà nói thì mạng xã hội nó khiến cho người ta tổ chức một cái sự kiện xã hội dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên vẫn có một cái nguy cơ rằng giao tiếp ấy mà lấy thiết bị làm trung tâm, tức là thay vì gặp mặt trực tiếp thì họ thông qua thiết bị để gặp mặt, để nói chuyện chẳng hạn, thì nó sẽ có tác động tiêu cực lâu dài đến cái cách mọi người tương tác với nhau hàng ngày. Thì đây nó cũng đề cập đến cái nhược điểm, đúng không? Những cái negative impact. Đấy, hai đoạn đề cập đến cái nhược điểm hoặc là half. Đây trong bài người ta nói là half negative impact. Và sang đoạn cuối nhỉ? Sau đoạn cuối người ta nói do đó chúng ta không nên bắt buộc không được lose sight, đánh mất cái sự tập trung vào những cái người thực tế xung quanh chúng ta. Tức là thay vì là cứ gặp nhau qua mạng thì chúng ta phải in person hoặc directly, đúng không? Và nhớ rằng là họ xứng đáng được gặp mặt một cách real, tức là một con người thật của chúng ta chứ không phải là virtual, theo kiểu ảo. Đấy, tập trung vào ảo. Và người ta nói là cái ý tưởng về một cái nền văn hóa nơi mà mọi người luôn có một cái màn hình ở giữa ấy, giữa họ nghe có vẻ là buồn cười, bởi vì cái sự hiểu biết sâu sắc nó sẽ đến khi chúng ta thấy được cái phản ứng trên gương mặt của những người khác. Quá hay, đúng không?
Đó, tức là vẫn được giao tiếp qua dùng thiết bị vẫn được, nhưng không nên tập trung quá mức hay là bỏ hoàn toàn cái việc in person directly. Thì đoạn cuối là một lần nữa người ta khẳng định về cái tầm quan trọng của giao tiếp trực tiếp. Rồi, chúng ta sẽ trả lời từ meet up. Meet up ở đây tức là gặp gỡ, đúng không? Những người ta gặp gỡ lẫn nhau. Đây, chúng ta sẽ dựa vào cái ngữ cảnh này từ meet up ở đây. Người ta sẽ luôn muốn gì đó với nhau. Đó, người ta sẽ muốn luôn muốn gặp gỡ với nhau chứ không phải là come down. Come down tức là xuống. Come down with là mắc nhiễm một căn bệnh. Tiếp, get away là tránh đi, còn come away là đi ra. Thì đây là muốn get together, đúng, muốn gặp gỡ lẫn nhau. Và ở đoạn số 4, deep understanding nó đến khi khi nào? Thì chúng ta nhìn ở đoạn thấy ở đoạn cuối cùng. Khi mà gì? Các bạn sẽ đối chiếu với cái thông tin ở đoạn cuối câu số 33. Cô thấy xin chào và the star chọn ngay ra được đáp án là D. Đó là khi chúng ta nhìn thấy các cái phản ứng trên khuôn mặt của những người khác, đúng không ạ? Nên đáp án đúng ở đây nó sẽ là đáp án D. Đó, câu 33 các bạn sẽ chọn đáp án D nhé. Còn như đáp án A là khi chúng ta giao tiếp qua mạng xã hội. Giao tiếp qua mạng xã hội thì không thể đem lại cái deep understanding được. Còn B là chúng ta tương tác với công nghệ hiện đại. C chúng ta quan tâm đến những người bạn ảo của mình. Virtual friend tức là friend online ấy, online friend. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài đọc dài nhé. Cái bài đọc 7 câu thì nó thử thách hơn, đúng không? Nhiều từ vựng hơn và câu hỏi thì sẽ khó hơn, và đây là bài cô soạn. Đó, vừa rồi là bài của bộ soạn, nó và đây là bài của cô soạn. Dù là bài cô soạn hay là bộ soạn thì cái bài đọc 7 câu nó cũng sẽ khó hơn bài đọc 5 câu nhé. Chúng ta sẽ đọc đoạn đầu tiên. Đối với những người sống ở các cái quốc gia nhiệt đới thì cái ý tưởng mà ăn tuyết, đó, ăn tuyết lạnh giòn như giống như là ăn kem ấy và cho thêm sữa rồi được các thứ nghe có vẻ rất hấp dẫn. Đấy, ví dụ như chúng ta là tropical country đúng không? Đấy, chúng ta nhìn những cái đứa mà nó ở Hàn hay là ở Nga đấy, nó ăn kem rồi nó cho thêm siro, mình cảm thấy rất là hấp dẫn đúng không? Tại vì là mình không có tuyết thì người ta nói là tuy nhiên chỉ bởi vì tuyết có màu trắng thì nó không có nghĩa là bạn có thể grab a spoon, lấy một cái thìa và múc ngay lập tức. Và cô sẽ mách cho các bạn một cái mẹo khi chúng ta đọc đoạn số 1 ấy. Đó, khi chúng ta đọc đoạn số 1, cái thông tin chính nó sẽ xuất hiện sau từ however. Nhớ, thông tin chính nó sẽ xuất hiện sau từ however. Tại còn là cái thông tin đầu tiên nó chỉ là một cái background, nó giới thiệu thôi. Còn thông tin chính người ta nói là không phải là tuyết có màu trắng, đúng không? Thì có nghĩa là nó sạch. Đấy, chúng ta có thể lấy thìa và múc ăn ngay lập tức. Tức là người ta nói là gì? Không nên ăn tuyết. Đó, ok chưa? Đấy, mình đọc xong là mình phải tóm tắt lại vài câu ngắn ngắn thôi theo ý hiểu của mình. Không nên ăn tuyết chỉ bởi vì nó có màu trắng. Và người ta đưa ra các cái lý do tại sao không nên ăn tuyết chỉ bởi vì nó có màu trắng. Ôi, cô quên mất câu 29. Ừ nhỉ, quên mất câu 29. Sau khi vừa rồi chúng ta đọc xong thì các bạn sẽ thấy cái ý chính của câu số 29. Ý chính của câu 29 hả? Các bạn làm các cái câu hỏi ý chính, chúng ta sẽ xem lại các cái tóm tắt của chúng ta. Các bạn hoàn toàn có thể không không cần tích lại nhá, không cần phải copy lại như cô, mà do cô dạy thì là cô cần chi tiết hết mức có thể đó, để những cái bạn mà mất gốc khó hiểu chúng ta cũng hiểu được. Còn đi thi game không cần thiết phải tóm tắt, tóm tắt được thì càng tốt. Câu 29, ý chính của bài thì đoạn 1 nói về mức độ phổ biến, đoạn 2, đoạn 3 nói về nhược điểm tác động và đoạn 4 nói về tầm quan trọng. Thì A là sự phát triển, không đúng. Nếu mà nói về sự phát triển thì nó sẽ là theo từng thời kỳ, đúng không? Từng năm, từng mốc thời gian thì không thể là development được. Còn đáp án C nói về definition thì không, cả bài không thể là chỉ nói về cái định nghĩa được. Còn D nói về cái sự hiểu lầm, không đúng. Có hiểu lầm gì không? Không, mà nói về cái import, đúng không? Cái tác động của giao tiếp mà lấy thiết bị làm trung tâm thì nó sẽ bỏ qua những cái subtle reactions, đúng không? Cái nọ cái kia đấy, nói về các cái import, cái tác động của nó. Nên câu 29 chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Rồi, các bạn làm rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ sang đoạn số 2 nhé. Ở đoạn số 2 người ta nói là obviously, rõ ràng bạn không muốn muốn tuyết mà nó nằm trên mặt đất ấy, mà đi đến gần miệng bạn, tức là mình sẽ không ăn cái tuyết mà nó đã rơi trên mặt đất rồi, vì cái lớp tuyết này nó đã bị ô nhiễm, đúng không? Đã bị ô nhiễm bẩn bằng những cái bụi bẩn này, đó, phân này, hay là các cái chất ô nhiễm khác trên đường. Và ngay cả khi nó trông sạch ấy và cách xa mặt đất thì mình cũng không muốn ăn, đúng không? Và người ta nói là what if, điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn nhanh trí sử dụng một chiếc cốc hoặc là một cái xô để hứng những cái bông tuyết mà nó đang rơi từ trên cao xuống. Thì người ta nói là gì?
cái đoạn đầu người ta nói là nếu mà tuyết đã rơi xuống đất rồi thì nó chứa rất nhiều cái bẩn mình không nên ăn. Thế còn cái trường hợp mà mình lấy cốc hoặc xô ứng thì có nên ăn hay không? Thì cái từ quick witted ở đây tức là nhanh trí, mình nhanh tay trước khi nó rơi xuống thì mình cầm mình hứng. Và cái bad news ở đây là vẫn không chắc chắn. Nó vẫn chưa đủ sạch đâu, cho dù là bạn hứng vẫn không chắc chắn đâu. Và tại sao như thế thì người ta giải thích này. Khi mà tuyết rơi xuống thì nó chứa những cái thứ mà nó hanging đấy, nó lơ lửng trong không khí, bao gồm cả bụi bẩn rồi chất nọ chất kia đúng không, cả vi khuẩn nữa, và phụ thuộc vào từng vùng thì cái tuyết này nó có thể chứa những cái chất hóa học như này, theo kiểu làm thủy ngân rồi là thuốc trừ sâu đúng không. Và nếu như trời có gió nhá, tuyết thậm chí lại còn có thể trộn với bụi bẩn trên mặt from the soil trước khi nó lắng xuống. Và tất cả điều này có nghĩa là kem tuyết của bạn ấy nó sẽ có một cái lớp phủ rất là ghê, kinh tởm. Người ta giải thích lý do tại sao không nên ăn tuyết, đúng không? Lý do tại sao không nên ăn tuyết, cho dù là cái tuyết đấy rơi trên mặt đất hay là mình cầm xô mình hứng thì nó cũng không nên ăn, vì nó chứa nhiều bụi bẩn chất hóa học. Đây chúng ta sẽ trả lời cho cô câu số 36. Từ quick witted tức là gì? Tức là mình phải nhanh tay đúng không? Trước khi nó rơi, mình nhanh trí, mình nhanh tay. Trước khi nó rơi xuống thì mình ra mình hứng luôn. Nên câu 36 nó sẽ là clever. Dạ, quick witted. Mình có thể dùng từ clever này, từ quick này, đó, từ brilliant. Những cái từ mà theo kiểu smart đó, brilliant, để diễn tả intelligent, theo kiểu thông minh, nhanh trí. Đó. Và theo như đoạn 2 chúng ta hiểu được điều gì? Vừa rồi cô mới dịch cho các bạn đoạn 2 và cô đã tóm tắt lại cái thông tin đoạn 2 rồi. Thì đáp án A, tuyết rơi trên mặt đất thì chủ yếu là nhiễm phân. Nó không chỉ nhiễm phân đúng không, mà nó còn nhiễm rất nhiều các cái chất khác chứ không chỉ là phân. Đây, trong bài nó bảo chứa rất nhiều chất khác. Còn B là khi mình catching, mình bắt tuyết, mình hứng tuyết từ trên trời thực sự kém an toàn hơn rất nhiều. Trong bài nó có đề cập đến là cái hành động catching nó less safe không. Và đáp án D là tuyết rơi thường bao gồm các cái hóa chất. Trong bài người ta có nói là đề cập đến các chemicals, nhưng không có nghĩa là nó dangerous. Tất cả nó đều generally dangerous là sai. Nên là D nó sai ở generally dangerous. Và đáp án đúng ở đây nó sẽ là đáp án C, là sự ô nhiễm của tuyết nó đã bắt đầu khi mà nó rơi xuống. Đấy, khi nó cứ rơi rơi này là nó đã hòa với những cái bẩn xung quanh rồi, chứ chưa đến cái mức mà nó rơi xuống đất đâu. Nên câu 35 đáp án C. Đức Khánh chính xác, xin chào chọn B, nó không đúng nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang đoạn 3 và đoạn 4 luôn. Đó, rồi các bạn trả lời các câu hỏi còn lại. Sau đoạn số 3 thì người ta nói là đồng thời dường như không có một cái search tức là cái sự gia tăng nhiều, đúng không? Search tức là tăng vọt đấy, tăng nhiều hoặc là nhiều báo cáo về những cái bệnh tật liên quan đến việc ăn tuyết. Đó, mặc dù là không nên ăn nhưng mà người ta cũng không có nhiều báo cáo liên quan đến là ăn tuyết mà nhiễm bệnh. Rất là khách quan đúng không? Và người ta nói là những cái contaminants, chất ô nhiễm đấy, nó có thể là bám vào không khí và nó cũng hiện diện khi chúng ta thở. Tức là không chỉ trong tuyết mà khi chúng ta thở thôi thì mình cũng thở những cái contaminants trong không khí đấy. Và giả sử bạn không ăn một cái lượng lớn cái chất này, lượng lớn of it, vậy thì theo các bạn of it, it ở đây là gì? Chắc chắn là snow rồi đúng không? It chắc chắn là snow. Nên là đáp án của từ ít chúng ta sẽ chọn trước là snow để đây đã nhá. Bởi giả sử bạn không ăn một thì unlikely, thì không chắc chắn rằng là bất kỳ một cái chất gây ô nhiễm nào có trong tuyết nó sẽ present, hiện diện với một cái số lượng đủ lớn để gây ra một cái vấn đề. Tức là chúng ta vẫn thở được bình thường đúng không? Chúng ta vẫn thở được bình thường. Nếu mà tuyết có vấn đề thì mình cũng không thể thở được, ý là như vậy. Và vì vậy nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ cái giấc mơ ăn tuyết của mình, giống như mình rất là muốn tự ăn thử tuyết chẳng hạn, thì chỉ ăn một cái miếng nhỏ thôi đó, dù là cũng không nên thì cũng ổn thôi, không sao hết. Nếu mà có muốn ăn thử thì cũng ok nhé, không sao. Thì đoạn số 3 người ta nói là it's ok, ok khi ăn thử một chút. Tức là nó cũng không đến mức là ăn phát ở trên luôn, nếu hay ăn phát mà bệnh luôn, tức là một chút thì cũng không sao. Và sau đoạn cuối người ta nói là ăn tuyết trong cái trường hợp khẩn cấp thì lại là một cái vấn đề khác. Người ta cảnh báo đây, các chuyên gia và medical professional đã cảnh báo rằng không nên ăn tuyết, không nên ăn vặt tuyết, cái từ snack là ăn vặt. Đó, đối với bất kỳ ai mà bị mắc kẹt, chẳng hạn như những người đi bộ đường dài, vì nó có thể làm giảm nhiệt độ của một người. Các em có hiểu ăn vặt ở đây là gì không? Là ăn liên tục, để ăn từng chút một, ăn từng chút một. Tại vì tuyết thì nó lạnh mà. Đấy, mình ăn quá nhiều, mình ăn từng chút một như vậy nó sẽ làm giảm nhiệt độ trong khi mà chúng ta đang mắc kẹt. Và trong những cái trường hợp như vậy thì cái vấn đề về một cái nguồn cung cấp nước thì là tuyết được thu ấy, thì cần phải được đun sôi đó để làm ấm và tiêu diệt mọi vi trùng.
thì người ta đề cập đến cái khuyến cáo không nên ăn trong một số trường hợp. Mình ăn xong phép mình chạy vào trong nhà không sao, nhưng mà bây giờ mình đang bị mắc kẹt một hai ngày trên núi chẳng hạn đấy, mà mình ăn ăn tuyết để lấy nước chẳng hạn, đó là nó sẽ khiến cho cơ thể mình nó giảm nhiệt độ đi. Thì ý của bài này vậy. Chúng ta sẽ trả lời được câu 39 là eat, câu 38 từ search ở đây tức là một cái sự gia tăng về các cái báo cáo đó theo. Còn câu số 37, thông tin ở sau đây không được đề cập đến ở đoạn số 3. Đoạn 3 hả? Đấy, các bạn thấy từ search nó đi với báo cáo thì mình sẽ nói là một cái grow, đúng không? Một cái sự tăng, một cái nhiều về cái gì? Đoạn 3 đâu? Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 đây. Thông tin ở đoạn 3. Các em trả lời câu số 37 nhá. Đáp án A, not supported, tức là có 3 đáp án được support. Đáp án A, dù lo lắng nhưng mà cái việc ăn tuyết ấy hiếm khi khiến con người ta bị mắc bệnh. Đúng không? Tại vì không có một cái search report nên cái thông tin này là có mention này. Là đúng này. Đó, hiếm khi mắc bệnh, ăn một chút không sao tại vì không có nhiều báo cáo về cái vấn đề này. Còn B là các chất gây ô nhiễm trong tuyết vẫn có thể được tìm thấy trong không khí chúng ta hít thở, đúng. Đó, thông tin ở đoạn 3. Đây, đó chính là cái cụm từ in the air also present as we breathe. Tiếp đáp án C là nhiều chất ô nhiễm mà tìm thấy trong tuyết thì thực sự không có hại. Còn đáp án D, nếu bạn chỉ ăn một cái lượng nhỏ thôi thì cũng không sao hết. Đúng, chỉ là bite thôi, một cái lượng nhỏ ở đây mình sẽ hiểu là one small bite. Thì cũng xếp ở đây mình sẽ hiểu là gì, là fine. Đó, cô paraphrase nhẹ nhàng một chút thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là đáp án not mentioned, tức mình không thấy có thông tin nào cho thấy là nó sẽ harmful, nó really, not really harmful, đúng không? Không thấy là cái contaminant, many contaminants tìm thấy trong tuyết thì không gây hại cho lắm. Nhưng em sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo chúng ta sang câu số 40, thông tin nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn trên. Đáp án A, cái màu sắc của tuyết thì nó có thể gây ra cái quan niệm sai lầm tiêu cực. Đáp án B, những người mà ăn tuyết ấy thì không thông minh như họ tưởng. Trong bài có nói liên quan đến thông minh không? Trong bài người ta chỉ bảo nhanh trí lấy cái tốc hứng thôi, chứ không phải là người ăn tuyết không thông minh hay là người không ăn tuyết thì thông minh, không phải. Còn C, không nhiều người sẵn sàng chấp nhận một cái thực tế rằng ăn tuyết không tốt. Trong bài có nói là nhiều người hay không nhiều người không? Không. Và đáp án D là trong trường hợp khẩn cấp chỉ nên trong trường hợp khẩn cấp nhé, thì chỉ có một số loại tuyết thôi mới có thể được collected và được consume. Chỉ một số loại tuyết thì không đúng, trong trường hợp khẩn cấp thì cái tuyết này nó phải được boil, phải được đun sôi lên thì mới được. Nên đáp án đúng ở đây đáp án A, là thông tin ở đoạn số 1 đấy. Thông tin ở đoạn số 1 người ta nói là không phải là bởi vì tuyết có màu trắng, tức là cái quan mình hiểu lầm đúng không? Tuy nhiên just because, đây, người ta hiểu lầm là ở chỗ này. However, just because snow is white, it doesn't mean. Đấy, thì cái cụm từ người ta khiến chúng ta misconception ở đây tức là doesn't mean. Nên câu 40 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A, sai tá lả luôn. Vũ Đức Khánh thì chọn C, Nam Phạm, Vũ Đức Khánh chọn D. Đức Khánh thì không đúng, phải được đun sôi lên chứ, đúng không? Nam Phạm thì chọn C, tức là chúng ta chưa quen cái cách phân tích tư duy giải các cái đề đọc hiểu, tức là mình cứ nghĩ theo một cái hướng này, đúng không? Mà đề thì nó chạy theo một cái hướng khác. Đó, mình chưa đi vào cái đúng cái hướng mà người ta ra đề. Nên dần chúng ta sẽ quen thôi. Ta sẽ biết là mình cần suy nghĩ, mình cần phân tích theo cái hướng nào. Đó, và cái thông tin mình chọn nó thiếu, nó thừa, nó sai ở đâu. Ví dụ như bạn chọn đáp án D chẳng hạn, thì không phải là chỉ đáp án D trong bài người ta nói là phải đun sôi lên, chứ không phải là chỉ chọn đúng cái loại tuyết để ăn là được, mà phải đun sôi. Thì đáp án D nó không hề có nói đến cái việc đun sôi, đúng không? Nên nó sai. Còn câu 34, trong đề thi các bạn sẽ thấy là cái câu hỏi về tiêu đề ấy nhá. Trong cái đề thi cái câu hỏi về tiêu đề nó sẽ rất là nó gọi là gì, nó hoa mỹ hơn, nó ngắn gọn hơn so với câu hỏi về ý chính, và chúng ta phải hết sức tinh tế trong những cái câu hỏi về tiêu đề như thế này. Đáp án A, not that pure, không thuần khiết như vậy. B, snow problems, vấn đề về tuyết, hướng dẫn ăn tuyết. Và D là tuyết có thể cứu mạng sống được hay không. Chúng ta sẽ loại trừ đi hai đáp án mà nó dễ sai nhất. Trong bài có phải là trọng tâm của bài nói về tuyết cứu sống, cứu mạng sống hay là hướng dẫn ăn tuyết không? Không. Thế chỉ còn A và B. Không thuần khiết, không sạch sẽ như vậy. Cái từ pure nó dịch là trong sáng, thuần khiết, sạch sẽ, đúng không? Còn problems là cái vấn đề về tuyết. Thì trong bài mình thấy là trong bài người ta cũng nói là vấn đề về tuyết, nhưng mà nó cũng
cũng không có gì đáng lo ngại lắm, đúng không? Thế này không phải là trọng tâm của bài nói về vấn đề, mà người ta phủ nhận một cái quan điểm sai lầm là không phải là bởi vì tuyết màu trắng mà chúng ta có thể ăn được. Thế nên câu 34 đáp án đúng là A. Công danh bảo là muốn làm nhiều đề hơn thì làm sao? Thái Sơn bảo cô còn đề nào nữa không? Các bạn sẽ theo dõi cái fanpage của cô thì là hàng tuần cô có update lên đó. Còn là muốn làm càng nhiều càng tốt thì các bạn sẽ tham gia vào cái khóa học IMO của cô nhé. Chúng ta có cả một cái khóa 4 tháng chỉ có học từ vựng đọc hiểu như thế này thôi thì các bạn sẽ tiến bộ rất nhanh. Ok, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn có hiểu bài không nhỉ? Thông thường cái bài đọc thì nó sẽ phức tạp hơn một chút, đúng không? Nó sẽ khiến mình hơi đau đầu một chút. Đấy, nhất là những cái giai đoạn đầu mình chưa quen, nhưng mà khi mà các bạn đã master được nó rồi, các bạn cảm thấy rất là sướng. Đấy, rồi đi học bạn bè của mình, mọi người xung quanh vẫn chưa làm được, mà trong khi mình đã vượt qua được rồi, các bạn sẽ cảm giác là có một cái chút thành tựu cá nhân và em sẽ tự tin hơn để đặt ra mục tiêu 8, 9, 10. Ok, bài học ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc các em nha. Snuggle by and see you. Cô chào tất cả các em.